Xin chào anh Lâm ở Củ Chi, mình là Nhật Audio. Hiện tại thì Nhật đang test âm ly Marantz BM50 trước khi giao hàng cho anh. Đây mời anh. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi, mà là người thường hay thay đổi. Đây mình test Marantz. Đây cả hai loa đều hoạt động hoàn hảo. Đây mình tăng bass và treble. Đập rất là căng anh à. Đây mình chơi với cặp loa của Beo. Đây số series sản phẩm. Mình đang chơi với hệ thống loa A và cắm bổng CD. Chung mọi chức năng của sản phẩm này đều hoạt động hoàn hảo. Và bây giờ Nhật sẽ bắt đầu gọi xe rác và giao hàng cho anh. Rồi ok, cảm ơn anh đã ủng hộ Nhật Audio rất là nhiều.